It's at this moment that he knew he fucked up. Tourette đây. Với lại là nếu mà đập Ferrari Tourette thì sẽ phải mua Icon chỉ số 112. Johan Cruyff lên 35 rồi. Gat 36. Xavi 31. Ronaldinho 29. Jokbet 30. Yasin 30. Vẫn thiếu khoảng chục tỷ nữa. Và tính cả chuyện là cho Zidane vào làm phôi. Dùng phôi đi. No. Beckham rồi. Beckham. 28 tỷ 4. A few moments later. Thôi tôi test gói BP cho anh em xem nhá. Chứ chờ cả dán trả đâu lắm. Nếu mà mua cái kia ấy. Nếu mà mua cái quay cái vòng quay của gà rán thì nó sẽ là được khoảng 200 tỷ BP. Nhưng mà với mình nó quan trọng lắm. Mình sẽ test cái gói may mắn sinh nhật nhá. Test Fun. Mình mua được 15 gói. Test nhanh em nhá. Được không? Quay vòng quay nó nhảm chán. Để test thử cho anh em xem quán. Mua 10 tặng 3. Ôi, 9.000 FC đi nhanh vãi. Nếu mà quay hết mốc của gà rán 14k FC thì nó phải ra 200 tỷ. Đấy. Thì anh em nên quay vòng quay thì hay hơn. Nếu mà thôi thì test. Đâu rồi? Đang có 1 tỷ mốt nha. Chính xác là tỷ 7. Và mình có 195 gói. 195 gói. Để xem. Úi dồi ôi. Số lượng gói nát tương đối nhiều đấy. Này, toàn 200. Ui, gà rán chơi này. 10 tỷ đâu, 10 tỷ theo quảng cáo đâu. Này, lại 200 rồi. Gà rán lại lừa. Ui. Quảng cáo gì là quảng cáo. Ui. Chưởng 10 tỷ đâu, 10 tỷ đâu. Ui. Sợ thật sự. Đây, được một phát 2 tỷ. Được một phát 2 tỷ đây. Ui ôi. 150 gói. Tỷ lệ cực cao. Cho nên là anh em cứ quay vòng quay thôi. Vòng quay thế giới thôi, cái vòng quay đấy quá ngon. Chứ mở như này anh em thấy rồi đấy. Ui dồi ôi. Ok. 195 gói chỉ được 2 phát 2 tỷ đâu. Chả thấy 10 tỷ đâu cả. Chẳng thấy 8 tỷ đâu cả. Và chúng ta sẽ tổng kết xem được bao nhiêu tiền nhá. Bắt đầu là 1 tỷ 7 này. 1 tỷ 7 này. Tỷ
lệ nó rất đều ấy. 55 gói kia, 55 gói này. Gói này phỏ thật sự. Gói này nó phỏ thật sự luôn. Gói thì giữ anh. 10 tỷ nữa. Ok, như vậy là 63 tỷ, anh em thấy tôi nhẩm chuẩn không? Anh em thấy tôi nhẩm chuẩn không? Không phải dạng vừa đã. Ra 63 tỷ, đấy là cái con số rất normal. Mà mình nhẩm ra chuẩn luôn con số tỷ lệ giá rán luôn. Trước khi mở gói này mình bảo là 9.000 FC mở ra khoảng 60 tỷ. Cho nên là nó là con số phò hơn rất nhiều so với các bạn quay vòng quay. Quay vòng quay mà tính theo đúng tỷ lệ thì anh em nó quay ra được khoảng 120 tỷ ấy. Còn nếu mà anh em quay full thì phải được 200 tỷ. Tiếp đến này, mở cái thẻ tích điểm nhá. Bây giờ là chúng ta có bao nhiêu cái gói thẻ tích điểm nhỉ? 450 gói thẻ tích điểm. Là mình sẽ có thể mua được bao nhiêu? Mua được 9 hộp 3. 9 hộp 3 có mua không? Hay là 4 hộp 4? 4 hộp 4 với 1 hộp 3. 4 hộp 4 với 1 hộp 3, chúng ta cùng xem nhé. Vật phẩm may mắn này. Hộp 3 để mở ra gói TB All và được mua bao nhiêu gói? Được mua 5 gói thôi. 5 gói gói TB All. TB All nó ra cái gì nhỉ? Hay là gói TB All hay là gói Like chỉ định? À anh em. Bốn hộp bốn với một hộp ba nhé. Hay là anh em thích là năm hộp ba với lại là hai hộp bốn. Năm hộp ba với lại hai hộp bốn. TBO toang lắm. 5 hộp 3 với 2 hộp 4 là 4 hộp 4 và 1 hộp 3. Tùy nha. Gói 1 to anh ngon hơn. Thôi, mình sẽ lấy 4 hộp 4, 1 hộp 3 nha. Fun đấy mà. 4 hộp 4 với 1 hộp 3. Mở nha. Sao thì mở luôn này, đúng là 4 hộp 3. Rồi, như vậy nếu tính chính xác thì với 9.000 FC là mình được 67 tỷ BP với 9.000 FC và thêm 5 con cộng 8. 5 con cộng 8 thì mở xem nào. Mở CR7. Úi mẹ, mở kiểu gì ra thủ môn vậy? Neuer. Để thủ môn số 1 người Đức thì bông mát. Vãi đái. Cái này thì chắc chả cần lọc. Top 200 chả cần lọc. Mở mẹ. Mở cho anh em xem nhá. Mở. Cái gì đây? Bị quê, ui rồi là 5 lít. Beckham rồi. Beckham 28 tỷ 4. Ok. Tầm đêm hôm này nhờ anh em hỗ trợ thì nó cũng khó. Thành ra là mình, lý do mình vừa mới làm cái thao tác mở gói BP đấy chính là lấy tiền để giúp con Beckham này. Mình đã xúc được, đấy là lý do mà mình bật mình mua cái gói BP đấy, mình test, mình lấy cái nick mình xúc con Beckham. Chứ tầm này chờ thị trường chuyển nhượng mà nó bay được thì khó lắm. Đêm rồi anh em ạ.
Đấy, tiền vệ 21.5 Jock bet được. Jock bet là giá ok à? Có thể mua cộng 1 để đập lên cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là đập cho đến lúc nào nó lên. Hàng luôn nhá. Yes. Hy vọng là đã mang được may mắn lại cho bác Sang, cũng giúp bác đỡ chán game hơn. Ok. Xứng đáng với việc mà chúng ta đã thức đến thời điểm này. Rất xứng đáng. Tầm này thì mình cũng chia sẻ anh em cũng buồn ngủ rồi. Ngày hôm nay thì like cũng tương đối rồi. Cho nên là thôi nghỉ thôi anh em nhỉ. Cái kết của bài live stream thực sự là ổn áp. Ok. Nghỉ thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời điểm này vẫn ngồi xem. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.